Ngày 10 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Trần Thị Bé Tư, 62 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 23 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng, ngày 1 tháng 5 năm 2022, Trần Thị Bé Tư cùng chồng hờ là ông Dê đến nhà người quen ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu chơi. Tại đây có cháu T, nam, thời điểm bị xâm hại 6 tuổi, V, nam, 11 tuổi, con riêng của ông Dê, và A, nữ, 10 tuổi. Trong ngày 2 tháng 5 năm 2022, để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân, Bé Tư đã xâm hại bé gái. Chưa dừng lại, Bé Tư còn thực hiện hành vi xâm hại tình dục với hai bé trai. Hành vi của Bé Tư đã gây ra một số tổn thương ở bộ phận sinh dục của ba bị hại.